Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Hay tôi đang đứng ở đây trong một cái căn nhà cấp 4, có diện tích là hơn 80 m², 5 x 16 m². Mặt tiền đường Lê Long Vân thuộc phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa. Căn nhà này có hướng Bắc quý vị nhé. Đây, có đây phía dưới là nhà vệ sinh này. Đây là có cái thoát hiểm vào giữa hai nhà này. Đây, cái máy lạnh của cái nhà phía đằng sau lít này. Hả? Nhà thì có một phòng ngủ thôi. Đấy, đang chào bán là 2 tỷ 3. Cái này thì đất ở hoàn toàn quý vị nhé. Đây có một phòng ngủ. Đó, phòng ngủ đấy. Đây có mấy cái tủ quần áo đấy. Nhà được cái nhiều tủ bởi vì lúc trước là làm văn phòng á. Những cái chỗ này là để tài liệu. Để tài liệu, phải tủ tài liệu thôi chứ không phải tủ quần áo gì. Đây, đây nhà này, phòng khách này, phòng khách có máy lạnh. Đường Lê Long Vân ấy thì là con đường lớn, rất là lớn và là đường chính ở cái khu vực này quý vị nhé. Đây, giờ mình đi ra ngoài ha. Nó gần với cái ngã tư ở đây. Hiện tại thì cái nhà này chị đang cho thuê lúc trước làm văn phòng, nhưng mà bây giờ thôi không làm nữa rồi. Đường Lê Long Vân này là con đường rất là đẹp, gần ngay ngã tư này. Đây, đây đường này ô tô đỗ mà một chiếc đỗ sát về hè này, không xi nhê gì luôn. Đây, rất là rộng. Đấy, thì sơ bộ cho quý vị biết một căn nhà như vậy nhé. Ở cái con đường này có hướng Bắc này, rất là mát này, nắng chiều đi quý vị nhé. Đấy, chiều thì nó nắng về phía bên kia. Đấy, thì sơ bộ cho quý vị biết một căn như vậy, 2 tỷ 3, hơn 80 m². Quý vị nào quan tâm thì cứ alo cho chúng tôi theo các số điện thoại ở bên dưới nhé. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.